Mấy hôm nay hình như là ai cũng rất là trên cộng đồng mạng á, thì rất là quan tâm về vấn đề mà quốc không trường phát nào, và nghĩ rằng là tôi đã đụng chạm với lại thầy Thích Minh Tuệ, đúng không? Thì Nguyễn Phương Hằng, tôi nói rõ, tôi vẫn bảo luôn câu nói quốc không trường phát nào, và quan trọng là quốc ai. Quan trọng là quốc ai không trường phát nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là tôi nói 50-50, có nghĩa là trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy và 50% không ủng hộ thầy. Thì tôi, một khi tôi đã buông lời ra thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm với lời nói của tôi, bởi vì là những người đã yêu mến tôi thì mãi mãi sẽ không bao giờ thất vọng tôi. Và đồng thời thì tôi thấy mất cười lắm, là bởi vì mới nói có mấy câu thôi mà mọi người đã bị thao túng tâm lý rồi. Mình sống mình phải có chữ kiên và chữ nhẫn. Khi mà mình nghe người ta nói một nửa chừng á, thì tại sao mình cứ phải hồi hộp nhảy lung tung lên, chẳng khác nào là lại ông tôi ở buổi này. Nếu mà nói về một người nghèo thì tôi đã rất tôn trọng rồi, huống chi một người đi tu, và họ không có đụng chạm gì tôi hết. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả đi tu theo cái kiểu của thầy, còn tôi là đi tu theo trí tuệ. Còn thầy tu theo kiểu từ bi hỷ xả, bởi vì là thầy ăn cơm bá tánh, mặc đồ Như Lai, thậm chí là tất cả những gì thầy làm thì tôi không có tư cách để bàn vô, bởi vì tôi là người đời. Thứ hai nữa là tôi nói rất rõ ràng, tôi bảo luôn cái câu quốc không trượt phát nào và quốc như thế nào. 20 tháng 10 quý vị sẽ thấy tôi quốc như thế nào, gọi là không trượt phát nào. Cái thứ nhất, cái tiếp theo nữa thì tôi muốn nói rằng là nói gì thì nói. Nhiều người á thì nói là quay xe, không quay xe thì tôi cũng kính thưa là từ xưa tới giờ tôi vẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi, và tất cả những gì chúng tôi làm là bằng khả năng, bằng cái chúng tôi có được. Chúng tôi đâu có đi quyên góp tiền của xã hội đâu mà quay xe hay không quay xe. Và thương tôi cảm ơn, và không thương tôi cũng cảm ơn, là bởi vì những gì tôi làm là lý tưởng của tôi đó. Cho nên là mấy chị em hay là mấy anh em dùng từ quay xe hay không quay xe thì cái đó nó không phải đúng với con người của tôi, là bởi vì tôi đâu có đi lấy tiền của một người nào mà để tôi làm cái việc gì đâu, mà là quay xe hay là không quay xe. Nếu ủng hộ tôi thì tôi có niềm vui, tôi đóng góp nhiều hơn. Còn không ủng hộ tôi, xúc phạm tôi, chà đạp tôi thì tôi cũng tổn thương nhiều chứ. Nhưng mà rõ ràng là sau một cái quá trình tôi đi 2 năm rưỡi về, tôi vẫn làm lý tưởng của tôi. Đó là một minh chứng là tôi sống thật với dân, tôi không có mị dân. Và gần đây thì tôi thấy mắc cười lắm, trong tất cả 2-3 ngày nay thì tôi thấy có một cái anh, thôi bây giờ cho tôi được phép gọi bằng anh đi nha, nếu mà một người sư mà tu vậy không phải là sư, Thích Du Tánh gì đó, thì bây giờ ảnh là cái nickname là Thích Du Tánh đúng không, thì thôi là tôi cái nickname là Thích Anh Ghê. Thích Anh Ghê, bây giờ mọi người là phải gọi tôi là chị Hằng, không phải nha, là Thích Anh Ghê là cái nickname của tôi. Thì tôi cũng xin nói với anh một cái gì nè. Anh sai rồi nha, ai biểu anh đi tu làm chi. Anh thích du tăng, anh thích du tăng đúng không? Du tăng. Chứ mà thích Thích Thân Si đúng không? Còn này là em là thích anh Ghê. Em nói anh du tăng này nha, du tăng hay du côm em không biết, nhưng mà anh chửi em mà tới anh phun nước miếng ra bên ngoài là anh giận em dữ lắm đúng không? Ai biểu đi tu làm chi, ở ngoài đời là kết em rồi. Em tính là shipper cho anh một cái máy đắp giả nè, một cái áo đầm nè, 5 cái quần slip lọt khe nè, đó để anh lọt 2 cái trái dứng của anh ra ngoài cho nó mát mẻ. Chứ bên đây em thấy anh lực dữ lắm mà đúng không? Nhưng mà anh chơi ngu lắm nha, chưa gì đã khai đồng bọn mình ra rồi. Em mới vừa há là cái anh la lên cho thiên hạ biết là em với anh là cùng phe rồi, chơi ngu quá. Đừng có tu nữa, về với em đi. Anh nói rằng anh nghe nhiều người nói em là giống như làm gái đúng không? Trời ơi, vậy thì em nghe nhiều người nói anh cũng đi chơi gái mỗi ngày thì sao? Bây giờ anh phải gọi em không phải là con Hằng hay là bà Hằng nữa, mà là Thích Anh Ghê. Hôm qua giờ em cũng tương tư anh lắm, em tiếc anh là anh đi tu làm gì, ở ngoài đời chơi với em vui biết mấy, phải không? Anh chửi em, trời ơi, thiệt là nhiệt tình quá đi. Nhớ nha, phải mặc 5 cái quần slip lọt khe của em để lòi 2 cái trái dứng của anh ra ngoài nhớ không? Nực lắm rồi đúng không?
đổ mồ hôi dái rồi đúng không? Em biết nè. Đó, em biết anh giận em, nhưng mà anh ngu một cái là em chưa có quất phát nào hết mà anh trượt, tự anh trượt luôn. Em nói quất không trượt phát nào mà tự nhiên anh trượt trước em. Ngu chơi khai đồng bọn mình ra. Em ở tù là tại anh đó nha, anh khai trước đó. Còn 20 tháng 10 này nè, em mới là quất nè. Còn bây giờ em chưa có quất mà anh nhảy đặt lên nước sôi đổ trong trái dứng anh á, là coi như là anh tự khai đồng bọn mình ra rồi. Cho nên em nói với anh rồi, anh phải tin em. Em quất là không trượt. Mà quất ai? 20 tháng 10 còn em quất ai? Thành ra mình sống trong cái cuộc đời này, mình phải có lý trí, mình phải có sự kiên định. Và mình đừng để người ta thao túng tâm lý của mình. Bởi vì những người như vậy thì không làm được chuyện lớn. Vì người ta vừa nói là mình bị dắt rồi, đúng không? Mà ngộ cái là em đã xúc phạm gì tới ai đâu mà cứ dãy đạch như nước sôi dỗ lên giái anh á. Cho nên em kỳ này quyết định gửi cho anh 5 cái quần xí lọt khe để lòi hai cái trái dứng anh ra ngoài cho nó bớt nóng. Trời ơi, em biết anh bực bội em lắm rồi đúng không? Bữa nay ngày rằm em không muốn nói bậy, em nói bậy hà. Em là thích anh ghê, còn anh là thích sân si nè, thích đủ thứ nè, đúng không? Nhưng còn em được ở đây là em lấy cái nickname của em là thích anh ghê. Em nghe anh chửi em mà em sướng cả người. Tại vì sao biết không? Em đỡ nghiệp, anh gánh giùm em. Em chỉ tội cho cái áo cà sa anh mặc vào, thiệt tình là tội cái áo nó ghê vậy đó. Nhớ nha, em sẽ gửi qua anh, nhớ nhận hàng và shipper về cho em một cái son cũng được. Còn nếu anh có ra khỏi thì đi theo em nè, em đi diệm dũng em theo anh, hai đứa mình thích nhau được không? Thích anh ghê vậy đó. Anh đứa đó em mặc nha, anh hỏi mọi người đi đây. Ừ là đẹp đó, không có mặc đâu nha. Chẳng những đẹp mà còn vốn gũa nữa hà. Ai biết đi tu ngu nè, ngu nè. Đi tu nói bậy thêm tội nè. Đừng có tu, tu cái tâm, tu cái miệng, mặc cái áo cà sa đi chửi người ta. Anh giận em, anh nói riêng mình em nghe thôi lên phun lúc mấy anh chửi trội trên phố Hồ Sa, anh chửi em nhiệt tình. Cuối cùng anh bị những người cả chửi anh sập mặt luôn. Rồi đau lòng quá đi. Anh bị người ta chửi mà em cảm thấy em đau lòng. Bớt lại đi nha, tội lỗi lắm. Nhưng mà em nói anh nghe nè, anh giận em, anh đứt, anh đột quỵ, anh đứt gương máu, có ngày anh đi luôn á. Chờ mặc cái năm cái quần xe clip của em gửi qua là muốn đi thì đi nha. Rõ ràng là em vậy nha. Và cũng nói với quý vị một lần nữa, tôi vẫn bảo luôn cái câu nói quốc không trượt phát nào. Và quốc ai? Đầy đủ bằng chứng 20 tháng 10. Tôi không bao giờ phụ lòng quý vị đã yêu mến tôi. Và tôi không bao giờ là người phát ngôn bậy bạ. Khó nghe một chút mà chịu khó nghe thì sẽ thấy cái câu chuyện nó thật là hấp dẫn. Tôi không phải là hồ đồ. Tôi trả giá cho 2 năm 6 tháng tôi đã lắm rồi. Chẳng lẽ tôi nói luôn, anh Tony Phạm nha, hồi xưa giờ anh chửi tôi nhiều lắm nha. Bữa nay anh bớt thông minh đi nha. Tôi nói Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ tôi đâu có nói Hoàng Hậu, Hoàng Thượng đâu. Tôi chỉ là ăn cắp cái mô hình trên đó để tôi về tôi trồng chuối thôi mà. Anh cũng lên anh nói trời bàn luôn. Bớt đi nha anh Tony Phạm, mít lòng tôi lắm như chưa. Ngày xưa chửi tôi dữ lắm nha, bây giờ không biết Minh đi chửi nhưng mà trời thông minh bớt rồi đi. Bớt thông minh rồi đi. Trên Ngọc Hoàng, Hoàng Hậu, Hoàng Thượng thì chỉ có Thượng Đế thôi đúng không? Ai biểu anh thông minh chi? Bây giờ tôi sẽ đi trồng chuối nè, tôi sẽ đủ mấy người mà ở tù mới vừa về đó, tại vì người ta có kỹ năng trồng sẵn thôi, người ta về người ta làm cho tôi nè. Vậy mà anh cũng đón ra bậy bạ ghê, trội giận ghê nha. Còn anh ABC nữa nha, cũng nhiều chuyện lắm nha, biết tôi đó thôi nha, biết nhiều nhiều, hơi bị nguy hiểm đó. Nhớ nha, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi chấp hết, ai muốn quay.